thân mến, nam tả nữ hữu là một quan niệm phong thủy đã có từ rất xa xưa, nghĩa là nam bên trái, nữ bên phải. Quan niệm này chi phối rất nhiều trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam ta. Cho nên hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua video sau đây. Và tôi là Thu Thủy, đến từ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Câu nói nam tả nữ hữu được dịch nghĩa như sau, tả là trái, hữu là phải. Vậy cả câu dịch là nam bên trái, nữ bên phải. Hiện nay, quan niệm này vẫn được áp dụng trong đời sống hàng ngày đặc biệt trong việc thờ cúng như cách sắp xếp bàn thờ cúng hay trong quan niệm cưới hỏi. Hay khi xem chỉ tay thì nam tay trái, nữ tay phải cũng xuất phát từ quan niệm nam tả nữ hữu. Nguồn gốc của câu nói nam tả nữ hữu xuất phát từ một truyền thuyết của Trung Quốc cổ xưa. Kể rằng khi bàn cổ khai thiên lập địa thì những bộ phận trên thân thể của ông đã hóa thân thành mặt trăng, mặt trời, đất đai, bầu trời, sông núi cùng với vạn vật. Trong đó thần mặt trời được hóa thân từ mắt trái, thần mặt trăng hóa thân từ mắt phải, Vậy nên thuyết âm dương của đạo gia được bắt đầu từ quan niệm lấy mặt trời là dương, mặt trăng là âm, sau đó dần mở rộng ra nhiều sự vật khác. Âm dương được coi như hai mặt đối lập của nhau nhưng lại cùng tồn tại, hòa hợp tạo nên thể thống nhất. Từ quan niệm âm dương này cổ nhân phân chia, trên bên trái nam là dương, dưới bên phải nữ là âm. Người có tính dương thì sẽ kiên cường mạnh mẽ, còn người có tính âm thì ôn hòa và nhu mì hơn vận dụng của nam tả nữ hữu trong thờ cúng trong nhà từ đường, nhà thờ họ hay trong việc đặt mộ. Thờ cúng tổ tiên trong nhà từ đường hay nhà thờ họ với quan niệm nam tả nữ hữu. Văn hóa thờ cúng tổ tiên, ông bà là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Việc sắp xếp những vật thờ cúng luôn phải tuân thủ những nguyên tắc cân bằng âm dương để tạo nên phong thủy tốt cho gia chủ. Quan sát bàn thờ gia tiên, chúng ta nhận thấy rõ quan niệm này qua cách treo di ảnh. Ảnh của cụ ông luôn được đặt bên trái, ảnh cụ bà được đặt bên phải. Đây là nguyên tắc bắt buộc của người Việt. Ngoài ra, đồ chân nên đặt cân đối hai bên trên ban thờ chính là biểu tượng của mặt trăng, mặt trời, là sự cân bằng âm dương trong phong thủy để mang đến những điều tốt lành, may mắn cho gia chủ. Tương tự như việc đặt di ảnh ở trên thì việc xây dựng mồ mả cho người đã khuất cũng được áp dụng nguyên tắc nam tả nữ hữu. Nhìn từ trong ra thì mộ của cụ ông luôn nằm bên trái, mộ của cụ bà luôn nằm bên phải và nếu hướng ta nhìn vào sẽ ngược lại. Do vậy, gia chủ nhớ nắm rõ nguyên tắc này để tránh làm ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của gia chủ. Mua mã yên là yếu tố phong thủy quan trọng quyết định đến những sự bình yên, may mắn và tốt lành đến cho gia chủ. Ngoài ra, trong phong thủy từ quan niệm nam tả nữ hữu thì ông cha ta đã có quan niệm thanh long hữu bạch hồ, nghĩa là bên trái là rồng, bên phải là hồ để tạo nên sức mạnh của sự thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc. Do đó, nam bên trái tượng trưng cho thanh long, nữ bên phải tượng trưng cho bạch hồ để tạo nên phong thủy tốt cho gia đình. Hy vọng những thông tin về quan niệm nam tả nữ hữu mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp cho gia chủ cải thiện được phong thủy để cuộc sống thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!